Với công dụng bảo quản thực phẩm trong thời gian dài, duy trì độ tươi mới và đảm bảo dưỡng chất trong thực phẩm thì tủ lạnh đã trở thành một người bạn thân thiết không thể thiếu trong bất kỳ gia đình nào. Và hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều mẫu tủ lạnh đa dạng để đáp ứng nhu cầu của người dùng về thiết kế, công dụng, kích thước cũng như là tầm giá. Và hôm nay hãy cùng Ánh nhìn qua top 10 tủ lạnh bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2021 và cùng tìm một người bạn phù hợp nhất với mình nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với top 10, đó là chiếc tủ lạnh AWA AWR D99FABS với dung tích 90 lít có giá là 2 triệu 990.000 đồng. Tiếp theo, vị trí thứ 9 là tủ lạnh Panasonic NRBL263PKVN có dung tích 234 lít có giá là 8 triệu 590.000 đồng. Tiếp theo, vị trí thứ 8 là chiếc tủ lạnh Panasonic NRBC360QKVN 322 lít có giá là 16 triệu 090.000 đồng. Ở vị trí thứ 7 là tủ lạnh Toshiba GR-A28VM-UKG1 có dung tích là 233 lít và giá của nó là 8 triệu 590.000 đồng. Kế đến vị trí thứ 6 là tủ lạnh Panasonic NRBA-229PKVN với dung tích là 233 lít, giá của sản phẩm này là 7 triệu 290.000 đồng. Và bây giờ mình hãy cùng đến với top 5 của video ngày hôm nay nhé! Đến với vị trí thứ 5 là một thành viên của nhà Toshiba, đó là chiếc tủ lạnh Toshiba Inverter GR-B22VU-UKG với dung tích là 180 lít và giá của sản phẩm là 5 triệu 490.000 đồng. Điểm gây chú ý nhất trên sản phẩm là ngăn cấp đông mềm âm 1 độ C Ultra Cooling Zone giúp lưu trữ thịt cá để sử dụng trong ngày rất tiện lợi, chúng ta có thể chế biến ngay mà không tốn thời gian rã đông. Thêm vào đó là hệ thống khí lạnh vòng cung sẽ đưa khí lạnh đi khắp mọi ngóc ngách trong tủ cho đồ ăn luôn được tươi ngon trong thời gian dài. Kết hợp với đó là công nghệ AG cộng Bio mang lại khả năng diệt khuẩn và khử mùi hiệu quả cho thực phẩm luôn được giữ trọn hương vị, không bị lẫn mùi vào nhau. Mẫu tủ lạnh này cũng được sử dụng công nghệ inverter cho nên tủ sẽ chạy rất êm và cũng tiết kiệm điện năng cực tốt. Xếp ở vị trí thứ tư là một đại diện của Samsung, chiếc tủ lạnh Samsung RT19M300BGS-SV có dung tích 208 lít và sản phẩm có giá là 6 triệu 590.000 đồng. Bao quát bởi tông màu xám bạc cực kỳ sang trọng, tủ lạnh góp phần mang đến vẻ đẹp hiện đại cho bất kỳ không gian nội thất nào. Điểm đặc biệt phải nhắc tới đầu tiên đó là tủ lạnh được trang bị công nghệ Digital Inverter có khả năng tiết kiệm điện lên đến 50% điện năng tiêu thụ hàng tháng và khả năng vận hành êm ái, bền bỉ. Công nghệ làm lạnh đa chiều cho phép hơi mát được lan tỏa đều khắp tủ, giúp mình bảo quản thực phẩm được lâu hơn mà không bị lẫn mùi vào nhau nhờ bộ lọc than hoạt tính Deodorizer. Bộ lọc này có khả năng khử mùi, hạn chế tối đa vi khuẩn, đảm bảo thực phẩm giữ trọn được vị ngon. Tủ lạnh có ngăn đựng rau củ Big Box có tác dụng duy trì hơi mát và độ ẩm tối ưu, giữ nguyên độ tươi ngon của rau củ. Ở vị trí thứ 3 là tủ lạnh AWA Inverter 186 lít AWR T219FAPB có giá là 5 triệu 590.000 đồng. Chiếc tủ lạnh này được trang bị công nghệ Twin Inverter tiên tiến của AWA, giúp tủ lạnh hoạt động êm ái, bền bỉ và đặc biệt là cho khả năng tiết kiệm điện tối ưu. Công nghệ kháng khuẩn NanoFresh AG cộng ngăn cản sự phát triển vi khuẩn, giúp tủ lạnh không có hiện tượng nấm mốc hay vi khuẩn gây mùi. Công nghệ luồng khí lạnh đa chiều trên tủ lạnh AWA cho phép khí lạnh dễ dàng thoát từ các hướng khác nhau và lan đều đến các ngăn, bảo quản đồ ăn tốt hơn. Tủ có ngăn rau quả giữ ẩm, giúp ổn định độ ẩm, giữ cho rau củ và trái cây được tươi ngon, mọng nước lâu hơn. Đứng ở vị trí số 2 là chiếc tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR8 DBU SV có mức giá là 7 triệu 590.000 đồng. Có mức giá nhỉnh hơn so với chiếc tủ số 3 một chút nhưng nó lại có những tính năng cải tiến hơn như tấm giữ nhiệt ngăn đông Mr. Cool Pack giúp duy trì hơi lạnh lên đến 12 tiếng sau khi mất điện hay bộ lọc than hoạt tính Deodorizer có tác dụng khử mùi và khử khuẩn đến 99,99% nấm mốc các vi khuẩn có thể phát sinh trong tủ lạnh. Công nghệ làm lạnh đa chiều, khí lạnh lan tỏa đều từng ngăn tủ giúp thực phẩm nhận đủ hơi lạnh và tươi ngon hơn. Tích hợp công nghệ Digital Inverter giúp máy hoạt động êm ái và tiết kiệm điện năng một cách tối ưu nhất. Tủ lạnh còn có ngăn bảo quản rau củ có thể cân bằng độ ẩm cho rau củ, trái cây. Và top 1 trong danh sách này thuộc về chiếc tủ lạnh Samsung RT22M4032BISV có dung tích là 236 lít với giá là 8 triệu 990.000 đồng. Tủ có thiết kế màu nâu đen, hai cửa truyền thống với ngăn đá trên và ngăn lạnh nằm bên dưới. Bên ngoài cửa thì được phủ một lớp sơn bóng giả gương trông rất lạ mắt, biến tủ thành một đồ vật trang trí trong nhà. Công nghệ cấp đông mềm Optimal Fresh Zone âm 1 độ C giúp ta trữ thực phẩm từ 2 đến 4 ngày mà vẫn giữ được độ tươi ngon và chất dinh dưỡng. Chiếc tủ lạnh này được trang bị công nghệ Digital Inverter giúp tiết kiệm điện, vận hành êm ái.
Công nghệ làm lạnh dạng vòm All Around Cooling cho hơi lạnh lan tỏa theo hình vòng cung khắp bên trong tủ lạnh, duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định cho thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Khi kết hợp với bộ lọc than hoạt tính Deodorizer sẽ giúp khử mùi liên tục, loại bỏ toàn bộ vi khuẩn gây hại cho tủ, đồng thời còn giúp tủ lạnh không bị ám mùi giữa các ngăn và thực phẩm với nhau. Điều đặc biệt hơn là tủ lạnh này còn có ngăn rau củ Big Box với dung tích lớn và khay trượt tiện lợi, giúp người dùng bảo quản được nhiều rau củ quả hơn. Và vừa rồi thì chúng mình cũng đã điểm qua top 10 chiếc tủ lạnh bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2021. Nếu như các bạn ưng ý sản phẩm nào thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1061 hoặc là truy cập vào website dienmayxanh.com để được tư vấn đặt hàng và giao hàng miễn phí ha. Và bây giờ thì Ánh sẽ để danh sách 10 chiếc tủ lạnh tại cuối video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và trước khi rời đi thì đừng quên cho Ánh một like và subscribe nha. Xin chào và hẹn gặp lại.